Nếu các bạn có cơ hội làm mũi thì đừng nên cái chỉ, tới thẳng bác sĩ Phương làm mũi một lần luôn. Mình xin chào mọi người. Mình là Năm Lê đến từ Bình Định. Hôm nay là ngày thứ 14. Mình làm mũi cấu trúc. Trước đây mũi mình thấp nên mình đi cái chỉ. Thời gian thấy nó không được bệnh lâu cho nên quyết định đi làm mũi. Nói chung là cái chỉ nó cũng không có được an toàn lắm cho nên quyết định đi làm mũi. Biết bác Phương trên mạng cũng 6 năm rồi nhưng mà chưa có cơ hội để làm. Cũng có coi nhiều nơi lắm nhưng mà bác Phương là người làm cái dáng mũi rất là tự nhiên và đẹp nên quyết định đến bác Phương để làm. Bác Phương rất là dễ thương. Đến đây làm với bác Phương là tự tin lắm rồi á, là mới làm. Hôm nay 14 ngày thì thấy cái mũi rất là ưng ý. Cảm ơn bác Phương cho em mũi đẹp. Mình cũng theo dõi nhiều rồi, mình tin là làm không đâu. Tại vì đã từng căn chỉ là biết rồi. Khi thật sự mình bước qua ca phẫu thuật rồi, thấy rất là vui. Vừa không đau mà vừa có mũi đẹp nữa. Sau 7 ngày thì khoảng 10 ngày là chị quay lại công việc được rồi. Chị đi tới đi lui bình thường, ai cũng khen hết. Mũi rất là tự nhiên. Và nhiều bạn đòi đi làm theo chỗ mình làm á, cả nhà ai cũng rất là ok, nói là rất là tự nhiên và hợp với khuôn mặt, thấy mặt sáng ra và xinh ra hơn. Mấy người bạn ở chợ ai cũng khen mũi đẹp, làm ở đâu mà tự nhiên vậy. Thì mình cũng có chỉ tới bác Phương. Phương pháp căn chỉ là chỉ tạm thời thôi, còn làm mũi cấu trúc là vĩnh viễn. Mình được cái mũi đẹp suốt đời luôn mà rất hạnh phúc. Nếu các bạn có cơ hội làm mũi thì đừng nên cái chỉ, tới thẳng bác sĩ Phương làm mũi một lần luôn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình chia sẻ. Ai muốn làm mũi đẹp lại bác Phương nha.